Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Cô gái dò giúp rồi ăn cắp vé số trúng giải 3 ở miền Tây. Thấy vé số trúng giải 3 10 triệu, Tuyền bỏ vào túi rồi lên xe cho chồng trở về nhà. Khi bị phát hiện hành vi gian dối, người này nói chiếm đoạt tờ vé số để làm từ thiện. Chiều ngày 20 tháng 7, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ vụ việc cụ già trình báo bị chiếm đoạt tấm vé số trúng giải 3 trị giá 10 triệu đồng. Bà Phan Thị Hiệp, 65 tuổi, ngụ xã Thạch Quới, chủ nhân của tờ vé số trúng giải cho biết có nhờ Bạch Kim Tuyền, 26 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long dò dùm hai tờ vé số có số cuối là 92 và 95 vào chiều ngày 6 tháng 7 tại quán nước ở xã Thanh Quới, huyện Long Hồ. Sau đó Tuyền nói không trúng rồi ném tờ vé số xuống đất, sau đó nhặt lại một tờ đút vào túi. Lúc này bà Hiệp phát hiện kết quả dò có số 92 liền đi theo đòi lại. Tuyền không trả mà bước lên xe do chồng trở về nhà. Ngày hôm sau, người bán vé số thông báo bà Hiệp trúng giải 3 trị giá 10 triệu đồng. Tờ vé mang giấy số 84292 do công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng. Bà Hiệp gọi điện thoại cho Tuyền đòi tờ vé số, Tuyền cùng người thân quay lại quán nước giả vờ tìm kiếm và đưa cho bà Hiệp tấm vé nhàu nát có hai số cuối 92 nhưng không trúng giải. Nghi ngờ Tuyền đánh tráo, bà Hiệp báo công an điều tra. Ban đầu công an mời lên làm việc, Tuyền không hợp tác, các điều tra viên đã chứng minh Tuyền là người đã chiếm đoạt tờ vé số của nạn nhân. Trước chứng cớ không thể chối cãi, Tuyền mới thú nhận đã chiếm đoạt tờ vé số. Tuyền khai, lúc nạn nhân không chú ý đã đút tờ vé số trúng giải 3, 2 ngày sau Tuyền mang tờ vé số ra đại lý đổi lấy số tiền 9,6 triệu đồng, cán bộ điều tra cho hay. Theo lời Tuyền, việc chiếm đoạt tờ vé số là do hay bị bà Hiệp chửi. Ban đầu Tuyền tính trả lại nhưng chiếm đoạt luôn để làm từ thiện. Sau khi làm rõ vụ việc, người phụ nữ đồng ý trả lại 10 triệu đồng cho bà Hiệp, tương đương số tiền trúng giải 3. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.